Tiếp theo chúng ta sẽ hướng dẫn là động tác lunge jump. Thì tư thế chuẩn bị giống như động tác lên là mình nhón chân sau, hai tay, hai chân trên một trên hai đường thẳng khác nhau, giữ tay của mình ở vị trí như thế này, lên xuống, lên jump, xuống hít, lên thở, xuống hít, lên thở, bang.